anh em nha. Hôm nay mình sẽ làm mình sẽ tiếp tục đi sinh tồn mùa dịch để câu cá. Có hai đứa em nó xuống chơi rồi sẵn rồi làm clip cho mọi người cùng xem luôn. Đây hai thằng em nó ở cầu sau xuống chơi, làm trong công ty. Bữa nay nó xuống dưới này chơi rồi sẵn mình làm clip cho mọi người cùng xem luôn. Chào mọi người cái Thương. Chào người mọi người mày. Hello. Chào anh Đạt thiếu gia. Hello mình nè. Đây đồ nghề của mình đây. Cần hai cần này là mình mua là cách đây là 30 năm về trước. Cây khoảng chừng 1,2 tỷ, hai cây 2,8 tỷ. Đây mồi của mình đây. Mình sẽ giăng lưới nữa nha các bạn. Đây lưới mình lưới ba màng. Điểm mình chuẩn bị câu ở đây nè. Đấy. Đây, đồ nghề mình đây. Đây cám, giờ dịch nó không có đi mua cám được, mình còn cám gì mình xài cám đó thôi. Đây cám tâm để lâu lắm rồi, chưa sử dụng tới nó. Đây trùng. Trùng nãy mình mới bắt nè. Đây trùng kỹ, trùng quắn. Câu cá rô phi. Cá chê rồi. Ở đây mình thấy có rô phi lội nữa nè, không biết có hay không. Hết mồi. Giờ mồi này hết mùa dịch này không có mua cá nên mua mồi. Chơi gì mình có gì mình dùng đó. Mong anh em thông cảm nha. Rồi, không gì đó. Vậy là quốc đó. Như gì đâu, cắm chim với cắm cái rô phi với đi một. Ba cái trọng lại là đó, của cải tài sản từ lúc dịch tới giờ còn được nhiêu đó đó. Giờ đem ra làm mồi cho cá nó ăn. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Rồi. Chuẩn bị ra cần kiếm thôi. Rồi, cần mình ra xong hết trơn rồi. Giờ chỉ ngồi chờ cá cắn câu thôi. Khi nào cá cắn câu mình mở lên cho các bạn coi nha. Trong khi chờ đợi cá cắn câu thôi, mình sẽ đi giăng lưới nha các bạn nha. Điệp lại đằng này nha. Ồ, đằng kia có cá ụt mà không dính. Giờ lại đằng này coi có thay đổi chút nào không. Thank you.
em nha. Hôm nay câu bị bể đầu rồi, không có con nào hết. Mình thu cưng về thôi. Giờ chắc cũng cỡ 3 giờ, hơn 3 giờ rồi. Câu từ nãy giờ không thấy con nào hết. Chắc này chắc hái bông súng với ốc về ăn thôi. Đây, điểm câu của mình đây nè. Và câu không dính con nào hết trơn. Điểm đẹp nhưng mà bể đầu rồi các bạn ơi. Thôi, hẹn gặp các bạn trong clip sau nhé. Chào tất cả các bạn.